đây mẹ xem nào. Mẹ xem còn không, mẹ lấy cho TiTi nhá. TiTi ngồi ra đây. Mẹ xem nào. Wow, có bánh này. Mẹ cho con. À, đây đây đây, mẹ lấy cho TiTi nhá. Đây, có TiTi đây. Đây bánh của con, bánh của TiTi. Để mẹ đi lấy cái ống hút cho con uống nhá. Ngồi yên. Rồi, ngồi yên, mẹ đi lấy ống hút cho. Con chọn ống nào? Con chọn ống nào? À, TiTi ống màu vàng, đâu ống màu đỏ. Rồi, đây mẹ mở cho. Đây có TiTi đây. TiTi ngồi lại đây con. Ngồi lại đây. Ngồi đây uống với chị. Ngon bắt. Ừ, con uống đi. Ngon không? Bánh đây này, tí nữa ăn uống yến xong rồi ăn bánh nha. Cẩn thận đổ con. Bóc bánh cho con hả? Bánh này của TiTi. TiTi khát nước quá à? Ừ? Ngon không? À, con đừng kéo ống ra, nó đổ quá. Ôi, đổ hết rồi. Con làm đổ hết rồi, con lại con lấy cục giấy kia con để mẹ lau nào. Đâu? Đứng lên lấy cục giấy kia cho mẹ lau. Giỏi quá. Nó cho khô em ngồi nha. Rồi con lại con uống tiếp đi. Đó, TiTi cũng lấy luôn cả cái ống hút ra rồi. Nó ngồi lại đây con, ngồi lại đây. TiTi uống đi. Rồi. Ừ, bánh con uống đi. À, TiTi uống đi. Đâu uống đi con, đừng có làm cái này nó đổ ra ngoài. Thế hai chị em có uống được không? Sao mà giờ lại rút hết cái ống hút ra để nghịch này. Mẹ lấy bánh ra ăn nhá. Mẹ bánh đi ăn nhá, để ra đây. Chị uống gần hết rồi đây này. Rồi gấu, để ra đây. Đây mẹ bóc bánh con ăn. Ngon quá. Đây có TiTi đây. TiTi cầm lấy. TiTi cầm lấy. TiTi ăn bánh à? Ăn đi. Ủa, TiTi không ăn nữa, TiTi đi ngủ rồi à? Ăn no rồi đi ngủ à con? Thế mẹ để ra đây nhá. Ra đây cho em TiTi, TiTi ngủ nhá. Gấu ngồi yên đây, mẹ cho em TiTi ngủ lại nhá. Khi em đi ngủ xong rồi, nhà mẹ chọn cho con. Gấu dọn vô đi, dọn bánh vô đi con. Con làm rửa ra.